cái nào cũng may được, mai mai được kiếm thì cô cũng xuống chạy lại đó. Nhưng mà bây giờ cô chưa có xuống được đâu, mình mấy cô cũng bằng hết trơn, cô biết không, mà cô mà hết cái dị ứng cô cũng xuống chạy được. Năn nỉ quá, bác sĩ ơi, tôi còn mới có thời cứu mẹ tôi với chồng cũng ngoại trời, nhưng mà quá lâu mà xuống chạy hết, còn ơn tôi bác sĩ ơi, cứu tôi. Cái ông khách thương đó, cô tên gì? Nói dạ con muốn chị có hiểu không, bác sĩ? Nói viết vậy gửi cho cô cháu. Thôi bây giờ xuống dưới đi, cái số phần cô là do cái điều phút này. Miễn như mà chích vô á, mà cô mà lặn đi cái mục này á, thì là cô xuống chạy. Còn không á, là cô nằm chờ chết rồi. Thì mũi nói thôi, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Đối với tôi kiểu chết thì tôi nhẹ như con rồng, như con gòn, cũng không sợ. Thì thôi bác sĩ làm liều đại mũi thuốc nó thử coi sao. Thì bắt đầu là chích vô, Quỳnh thấy nó ấm từ trên đầu mũi, nó ấm dài xuống như cái bóng nắng mà nó từ từ nó mát dịu gì. Dạ, rồi từ đó là bắt đầu trong vòng nửa tiếng là kêu lên, trong nửa tiếng một dịu xuống chạy. Thì bắt đầu nha, mình cảm ơn bác sĩ, cái bác sĩ như sao, trưởng khoa mà trưởng khoa mà mời tiến sĩ là thầy của trưởng khoa đi khoe. Nói thầy ơi, cái cha mà dữ lắm. Bây giờ hả? Em làm đại chị đó, cho xuống đại đi, tính là bà chết đã ngờ cũng không sống đó. Rồi cái bắt đầu á là mỗi mấy cảm ơn cái ông sĩ, tôi không có ơn gì chứ, cô cảm ơn ông Phật ông trời đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Kính thưa quý vị cộng đồng mạng tay gần trên màn ảnh nhỏ của chúng tôi trong những ngoài nước xem coi. Kính thưa quý vị, trên bước đường dự lễ kiểm định 108 của Đức Thọ Hai Nhu kiểm định ở Trà Ban Long Mỹ, anh em lưu tiện làm những cái video để nhằm mục đích thu thập những chuyện lạ trong Phật Pháp để tạo điều kiện cho tất cả cộng đồng mạng xem coi để tiến bộ trên đường tu. Cho nên trước đây thì một vài tháng tôi có quay cái video về chủ đề thu diệu nhẫn người ở chị Thủy của Hậu Giang. Cô là người theo đạo Phật nhưng Phật tâm. Gần đây cô coi sống giảng giảng các cái văn địa Phật giáo Hòa Hảo, tuy là cái hình thức của sự kiện này của đạo Phật, và bên trong cái buộc là cô hành đạo theo cái chương trình Phật giáo Hòa Hảo. Mà tại vì về trên thế giới quý vị phân biệt Phật giáo Hòa Hảo và đạo Phật, chứ thật ra cái Quỳnh giáo chủ là đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Đức Bình Giáo Chủ trên lĩnh Đức Thích Ca Mâu Ni mở đạo cứu đời trong cái thời kỳ mạt pháp, đó là Phật giáo. Nhưng mà tại vì ngày sắp trụ theo cái làng Hòa Hảo cho nên gắn thêm cái đạo gọi là Phật giáo Hòa Hảo, chứ đó là gốc của đạo Phật. Vì cái bài nguyện của người Phật giáo Hòa Hảo Phật tâm là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật, cái bài nguyện cũng là ngày như vậy. Thì Đức Thầy chỉ là người đệ tử là chuyên binh cái chương trình Phật giáo của Đức Ca Mâu Ni dẫn dắt chúng sanh đến bờ giải thoát. Thì trên cái bước đường chân du của người Phật tử, người Hòa Hảo đi tới lui trong miền Tây hay là Việt đều có thể duyên để gặp nhau. Thì hôm nay cô dự nhận trong cái tình cờ tôi đi xuống chợ ở Hậu Giang miền Tây, có cô tâm tâm niệm ý và điều hành về niệm Phật để chờ ngày dự hội hôm qua ngày hành tới chung thực lại. Cô có kể lại cuộc đời của cô trước đây về gọi là Phật Pháp màu Phật giáo là Phật giáo Hòa Hảo đã được là các liên tăng ngày hôm nay cho phú cho cái việc là đi lễ của Đức Tổ Hai Trần Kiệt Nhu về ghé ở Nhị Mỹ ngôi nhà của Diệu Nhẫn. Thì tôi thiết nghĩ rằng ở trên cõi đời này chúng ta không thành công đời lãnh đạo là thiếu Diệu Nhẫn, cho nên Đức Thầy cho biết là nhận nhận cho lộ câu biến tình thời tay cho được thành chư giao. Nên
cô diệu cảnh trong cuộc đời lăn lộn vào đời khi gặp cảnh có chồng có con. Cô đã trải tiếp với những khổ khó trong cuộc đời chồng vợ con cái, cho nên hàng ngày tôi thấy cuộc sống xã hội này sở dĩ tan nát và đổ vỡ là vì cho chúng ta không nhận được sự giữa kết tinh giữa chồng vợ rồi đi đến chỗ đi vậy, và không nhận được giữa cha con mà mất đi cái tình là cha mẹ đối với con và con đối với cha mẹ hoặc là em. Cho nên hôm nay cô Diệu Cảnh là một trong những người noi theo gương của Phật và Quan Âm, nhận tất cả những sự cay đắng trên cõi đời lúc làm chồng vợ. Thì cô đã nhận và cô đã đi qua những giai đoạn cay đắng nghiệt ngã đó. Giờ đây cô có một cái thân thể khỏe mạnh, có một cái tâm hồn an lạc, có một gia đình rất là tạm gọi là hạnh phúc theo cái tiếng gọi của trần gian. Cho nên hôm nay YouTube của tất cả anh em muốn làm sao đưa những cái cuộc sống là thực tế của cuộc đời để đưa lên trên mạng để quý vị lấy đó làm gương và hỏi những điều hay lẽ tốt của những người đi trước. Vậy thì cô Diệu Cảnh, cô cho biết là khi cô chưa có nhận thức được đạo đức, khi cô vào đời, cô sống cuộc đời đau khổ như thế nào, và sau khi cô đã gặp những cái bước đường chắc chở của kiếp làm người, cô đã quay về với Phật Pháp, có những sự nhiệm màu nào đã làm cho cô thoát qua những giai đoạn cực kỳ khổ khó trong cuộc đời, để cô có cuộc sống tạm an lại theo cái luật định của thế gian gọi ngày hôm nay. Thì để cho tất cả anh em video để đưa lên cộng đồng mạng để có những người gặp cái hoàn cảnh chồng vợ con cái chưa phải là khắc nghiệt như cô mà họ vẫn bỏ cuộc làm cho gia đình phải đổ vỡ và tan nát, thì tu chúng ta không đến chỗ rồi rốt ráo. Thì kính mời cô coi kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay mình cũng không có một cái duyên lành. Được hội ngộ cùng chú Ba một lần nữa và cũng rất vui vẻ được gặp Minh Thiện Nghĩa và chú đồng đạo cũng như em châu phú. Con rất là vinh hạnh. Những lời chú Ba hỏi thì con xin đáp. Nói chung thì cuộc đời của con thì nó khổ thì nó cũng chưa biết, khi bây giờ con đã biết rồi thì con phải nói một câu là con rất cảm ơn cuộc đời đã cho con hiểu được té chỗ nào con đứng lên chỗ đó, và con cảm ơn là con đã biết Phật Pháp thì nói chung và mặt đời và đạo con đồng cảm ơn hết, để cho con vượt qua mọi cái cảnh khổ đau ngã trong cuộc đời. Thì bây giờ đi vào nội dung thì năm 2012 thì con cũng mới vừa 29 tuổi thì con cũng đã lâm một cơn bệnh rất là nặng nhiều. Thì cái cơn bệnh của con thì con nghĩ là nó chỉ là đau bao tử sơ thôi, con cũng chủ quan, cũng không có chăm sóc bản thân cho lắm. Lúc đó con cũng nhăn cái đi về cuộc sống. Rồi cái khi con đau thì bác sĩ nói là con bị viêm tụy hoại tử, cái ca con rất là nặng. Nhưng mà sau khi con mổ xong ca đó rồi thì qua năm sau con lại tiếp tục mổ nữa. Mổ lần này không phải là một bệnh mà là lần này là con bị mà là bệnh dính ruột, còn lại là bị dở cái quặt của em bé. Thì nói sơ lược thì con một năm sau con mới cắt ruột để cho bên hông. Thì vừa có em bé mà vừa mang cái ruột như vậy. Thì nói chung là quý vị ơi, nó rất là đau khổ. Quý vị có một mẹ nhỏ, quý vị còn chịu không nổi. Cũng chỉ tôi là phải mang một cái bầu mà càng ngày cái thai càng lớn. Rồi cái ruột tôi nó phải để lên hông như vậy. Mà bác sĩ nói là còn cái khối u mà chưa có thời gian để cắt được.
tôi phải đó là nuôi cái ruột, nuôi một cái thai, chăm sóc cho cái ruột nó mạnh. Rồi tới khi mà 12 tháng sau tôi có sanh em bé nha, mà trong khi đó tôi vất vả cái nằm chỉ có một bên thôi, mà sanh em bé ra thì đây là bác sĩ nói, nếu mà gặp cái tình cảnh mà nó khó là phải không có cách cứu, tại vì mình mới mổ mà, mới mổ rồi lại thì tiêm mổ bắt con rồi này nọ thì cũng gặp khó khăn. Tại vì mình ở nông thôn mà không phải thành thị đó, cho nên nó cũng liều. Bây giờ mình cứ niệm qua năm rồi ta, là lúc đó là tôi cũng chưa có cái chân sau gì Phật pháp nha, là tôi cứ nói hồi nhỏ thì cũng có duyên, ông bà cũng có tu, thì tu thì mình cũng đi tu theo cho vui, cũng như là phong trào, chứ tâm thì không có, chỉ có cái hình thức thôi. Thì lúc đó tôi đau quá nhiều rồi đó, thì tôi nghĩ bây giờ chỉ còn làm mẹ hoang cái ông Bồ Tát cứu, là tôi cứ niệm Phật, niệm mãi, niệm danh hiệu của mẹ, hầu như mẹ kế bên cái niệm mà nó nói là uống nước cũng niệm, uống thuốc cũng niệm, ăn cơm cũng niệm, nói chung ra là mỗi giờ mỗi khắc đều niệm mẹ. Thì quý vị có tin không ạ? Mỗi khi tôi đi ra mà bác sĩ tái khám thì nói là tôi tốt, sức khỏe tôi tốt tốt. Và tới khi tôi mổ thì đi ngoài sanh em bé thì trong khi đó người ta khỏe mạnh 2-3 ngày tôi chưa sanh được, mà tôi ra trong vòng có một chút xíu thì sanh, mà sao tường nha quý vị, không có mổ nha, mà em bé thì lại là rất là khỏe mà đẹp đàng hoàng. Thế có là nhiệm màu không đó, tôi kể mấy cái chuyện về nhiệm màu tôi mới nghe nha. Đó, rồi sau khi tôi sanh em bé xong rồi là một năm sau là nhà tan cửa nát, cho quý vị ơi, dời nhà dời cửa, hồ sơ mất hết. Bác sĩ có hẹn là bao nhiêu tháng là đem cái ruột vô để cắt cái khối u nữa, mà là cái chuyện tôi đem vô đâu có biết chỗ nào đem, là bác sĩ nó có để luôn ngoài. Ông xã mới nói là thôi còn nhỏ quá à, bác sĩ đem vô đi thì có gì á thì đằng này chịu, ký giấy thì đem, rồi cứ đem cái ruột vô rồi thì cắt cái khối u. Thì cái bệnh viện ở Cần Thơ đó là trả kết quả cho tôi là bị khối u ác tính đó. Thì tôi mới lúc đó là nhà không còn tiền nha quý vị, phải chạy đi mượn, đi hỏi là lên Sài Gòn tránh là để xài trị. Thì trong cái đó tôi về thì cũng chậm trễ, thì còn chạy lo tiền nữa mà. Lúc đó tôi cũng nói thôi ông xã ơi, nhà cũng có đi nó đi, tiền đâu đi, bây giờ mình ở nhà tôi niệm Phật, tôi thấy bà ngoại tôi ngày xưa đó 20 năm rồi đó, không uống thuốc mà không đi bác sĩ, mà bà cứ chăn chối là không có mời bác sĩ về nhà, mà cũng không đưa đi bệnh viện, bà cứ niệm Phật. Bà nói bây giờ nó bà uống 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ Di Đà uống hoài mãi, tôi thấy gì nó bắt trước cái tôi niệm hoài. Thôi giờ ông đừng đưa tôi đi bác sĩ nha, để tôi nhà tôi niệm Phật. Tôi giống bà ngoại tôi 2 gram đỡ có tiền mà còn được bắt thuốc nữa. Cái ông xã không có học được, cũng làm theo ngoại vậy, theo ngoại có duyên, còn em còn nhỏ em không có đủ thuốc à. Rồi thì cũng hỏi tiền đi, nhưng mà thời gian chậm trễ, cái chị lên chở bác sĩ trả kết quả từ sao chị, nó là tôi đi trị ở đâu mà hay vậy, sao bây giờ á là khối u tôi lại không còn ác tính mà lại là lành tính này. Bảo quá dạ, tôi thấy hy vọng thiệt quá chị mèo, cái mùi mình mừng mà giống như mình được thả tù vậy đó, mừng mà rơi nước mắt. Mỗi mấy bước mà chân cao chân thấp mà không gãy chứ nha. Thôi ông ơi, về ông ơi, về trả vàng để cho tao dùng hết bệnh. Nói chuyện mà khóc luôn nha. Cái bác sĩ này, trời ơi, tôi không ngờ nữa đó, không ngờ sao có u mà nó làm nhiều do rồi nó làm lặng chân. Khó nó ác tính là cái như là không có được. Dạ đúng rồi, huynh nghĩ đi, từ ở đây mà chuyển lên trên trận là xét nghiệm rồi mà hẹn mà bụi lì mà hút lên, thời gian đó bụi ở nhà trì niệm rồi cháy bắt đầu thì lên đó. Bác sĩ mới hỏi, tôi hỏi thiệt cô cũng có chị đó, tôi nói một câu mạnh như thế này, tôi không bao giờ tôi chuyện bệnh nữa đâu, tôi chỉ niệm Phật thôi, bác sĩ tin hay không là chuyện của bác sĩ, còn tôi niệm Phật là tôi niệm Phật,
tôi liều rồi, tôi nghĩ như thế này, ca mổ tôi nói thêm một cái lần này nó có gì không, cái thời gian mà tôi đem cái ruột vô nó ăn cũng gì tiếp với chất giảm như thế nào, là cái phòng B mà 20 lít nó là xuất 3 ngày như vậy, một lần xuất là 5-6 tuần xuất mà những đói 3 ngày không ăn uống để chẳng cho mình cái ruột mình sạch, thì lúc đó là tôi không còn có sức khỏe nào, tôi nói thôi bây giờ nó sống nó khổ quá đi, bây giờ nó lần này mổ đó nha, con nguyện với Phật là con còn mở mắt là cái miệng con nặng nó trở về thế gian nữa, là còn nếu như không là con đi luôn là con khỏe dữ lắm, là lúc đó tôi niệm là không có niệm cho sống nữa, tôi niệm cho chết, tôi không có tha thiết nữa, nó quá đau. Rồi bắt đầu là khi lên ca mổ là tôi niệm mãi niệm mãi, tôi thiếp đi hồi nào cũng chả có hay, thì tới chừng tôi tỉnh dậy đó nha, mình mãi chín nhắc quên biết không có nổi bờ đai gì đó, cái dị ứng là bác sĩ không cho mình xuống chạy, mà trong khi đó là một cái chạy đó là người ta chừng 50 bệnh nhân mà có xuống đó, mình chỉ còn ở đó với 2 ca hấp sọ là mình biết là cái số mạng mình như thế nào rồi. Cái là lúc đó mũi mới nói là thôi bây giờ chết đó thì mình cũng đã không có chết rồi, mình tỉnh lại, hồi nãy mình nguyện cho mình chết mãi giờ mổ qua 2 tiếng đồng hồ mình sốc lại này, chắc nguyện mình ăn là chưa có đi được. Mũi mới kéo cái giả áo bác sĩ, mũi mới năn nỉ bác sĩ yêu chú con, bác sĩ bây giờ con không có sống nổi mà con cũng không có khỏe là được nữa, mà con cũng chưa chết được đó bác sĩ ơi, bây giờ bác sĩ cúng cô biết cô bệnh gì không, cô bệnh nặng dữ lắm đó bác sĩ, mổ 2 tiếng đồng hồ, cái ruột của cô nói là nó dính thời gian lâu quá, chỗ nào cắt ra chút tỉ chút lách chút bao tử chút ruột, cái nào cũng may được, may mắn được thiếu thì cô cũng xuống chạy lại đó, nhưng mà bây giờ cũng chưa có xuống được đâu, mình mấy cô ở những phòng hết trơn cô biết không, mà cô mà hết cái dị ứng cũng sống chạy được, năng nỉ quá bác sĩ ơi, con tôi còn mới có thời cuốn mẹ tôi với chồng cũng phải đợi tin mà quá lâu mà số chạy hết, còn ơn tôi bác sĩ ơi cứu tôi, cái ông khách thương quá, cô tên gì, nói dạ con cũng chị Bích Liễu bác sĩ, nói viết vài chữ cho cô sáng thôi bây giờ xuống dưới đi, cái số phần cô là do cái điều phút này, miễn như mà chích vô á mà cô mà lặn đi cái mục này á thì là cô sẽ chạy, còn không á là cô nằm chờ chết rồi, thì mũi nói thôi tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, đối với tôi chữ chết thì tôi nhẹ như con ngọc, như con gòn cũng không sợ, thì thôi bác sĩ làm liều đại mũi thuốc nó thử coi sao, thì bắt đầu á là chích vô, Quỳnh thấy nó ấm từ trên đầu mũi nó ấm dài xuống như cái bóng nắng mà nó từ từ nó mát dịu gì. Dạ, rồi từ đó là bắt đầu trong vòng nửa tiếng là kêu lên, trong nửa tiếng bác sĩ xuống chạy, thì bắt đầu á nha, mình cảm ơn bác sĩ, cho bác sĩ như sao chữa khoa mà chữa khoa mà mời tiến sĩ là thầy của chữa khoa của phe, nói thầy ơi cái ca mà chữ lắm, bây giờ hả em làm đại chỉ đấy cho xuống đại nên tính là phải chết tại nhờ cũng là sống đó, rồi cái bắt đầu á là mỗi mấy cảm ơn cái ông sĩ, tôi không có ơn gì chứ, cô cảm ơn ông Phật ông trời nhé, trời cứu cô chứ tôi hành nghề mấy chục năm ca là vô là đứt, ông ca nào mà sống nổi chứ, Phật cảm quá ha, dạ, rồi cái đầu mũi nghe, vì đa số mình còn nghiệp nữa hả ta, thôi thì gán trả nữa chứ sao vậy, nhưng mà thôi kệ cũng gán, nói thì lúc đó mình đau quá mình nguyện mình chết, nhưng mà sự thật ra mình biết Phật pháp rồi, mình quyết cái thân mình. Yeah. Để mình nương tựa nó mà làm thuyền qua bờ giác, mà nếu như nó lượn bất tử rồi nhờ đó được. Dạ, đừng có chê gán bây giờ đó, nó là bắt nó sống với mình đó là ăn rau, thì từ khi mà dị nhẫn hết bệnh rồi là dị nhẫn thấy cuộc đời vô cùng, còn mình thấy cảm ơn. Wow. cảm ơn cuộc đời, phải nói là cuộc đời dị nhẫn vô tin rất giả, khổ về này khổ về kia, nhưng mà dị nhẫn phải nói là không phải tôi nói cho quý vị nghe mà tôi khoe bản thân, để tôi nói để cho quý vị lấy cái tấm gương đây mà những cái chuyện mà những cái chuyện mà hoàn cảnh khó khăn đó thì mình phải gắng phấn đấu để vượt lên, còn cặp thì tôi được tại sao cũng có chuyện đời chuyện thì nói chung cuộc đời ai mà ngơi vào trong cái thế giới này mà đều khổ nghiệp thôi,
tôi nói thẳng chứ nghĩ là nghiệp không? Đời kêu tôi biết. Mà mỗi khi nghiệp thì chị làm gì để chuyển nghiệp thì cứ chỉ nên niệm Phật tu niệm. Mà nói niệm Phật đây thì con xin phép ba và kinh nghĩa thì bản thân Diệu Nhẫn thì cũng không hành được bao nhiêu. Nhưng mà theo cái niệm Phật của Diệu Nhẫn là phải giữ cái tâm thanh tịnh, là sáu căn không cho nó chạy đi lăng xăng bên ngoài, để bắt nó kéo nó về để niệm Phật với cái bản lai thanh tịnh của mình, gác bỏ mọi nhân duyên bên ngoài và chịu nhận diện hơi thở của mình, để quán hơi thở khi hít vô thở ra. Dù mình không niệm Phật có gì mà mình nghe được cái hơi thở mình để nắm lòng, để mà mình hiểu được mình nghe được mình coi hằng ngày nó làm cái gì, nó đi đâu, nó nói gì, hằng ngày cử chỉ hành động nó làm cái gì, để mình mới làm chủ được, mình quán tâm được nó như thế nào. Thì chịu nhận hành trì như vậy, hành trì mãi cho tới ngày hôm nay thì chịu nhận đúc kết ra được một câu, phải nói cuộc đời rất là thi thủ khi người biết Phật pháp. Nếu con người không biết Phật pháp, không hành được, quý vị ví dụ như quý vị mới giao duyên, quý vị mới đi chùa, quý vị chưa có tu được thì tôi cũng rất là hoan nghênh nữa. Nhưng mà lâu ngày quý vị cũng sẽ hành được, tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ hành được. Và mỗi nỗi khổ trên cuộc đời này quý vị có gặp phải như hoàn cảnh tôi thì quý vị cũng đã vượt qua được như tôi. Đây là chân thành kêu gọi tất cả các bạn đồng tu cũng như trong nước và ngoài nước, cũng như mới vừa rồi tôi chia sẻ cái clip này với chú ba, thì trên cộng đồng mạng có một chị ở Cần Thơ, chị đã bắt được cái nhịp nói từ tiếng nói của chú ba, giới thiệu qua cái hoàn cảnh của tôi. Chị mới gọi về chú ba xin cái số điện thoại của Diệu Nhẫn để chị hỏi rồi chị hàm, bởi vì chị cũng có hoàn cảnh như mình. Linh thấy không? Dạ. Cái đó là con như mình cũng nói được cái dòng tay Phật pháp với nhau, chia sẻ ra ha để cho mọi người nắm được, hiểu được. Phải nói là trên đời này không có gì quý bằng hiểu Phật pháp, hành được Phật pháp. Mà một trăm người nói trên một cái clip này, ví dụ 100 người coi kênh của Châu Phú hoặc là kênh của Linh Thị Nghĩa, Thiện Hòa miền Tây, là nếu như một vị nào mà hành được thì tôi cũng rất là mừng. Cái này là thật là quý báu vô cùng đâu quý vị, chứ không phải là nói chuyện đùa. Bởi vì mỗi hai quên bao nhiêu kiếp người mình, bao nhiêu kiếp mình mới được thành đầu thai thành người vô. Biết bao nhiêu kiếp mà cải thiện theo cái phước đức của mọi người là dạ có cái gì nghe có cái dễ là thành được một con người của mình. Mà là con người như thế nào, con người đầy đủ được cái, dầu là mình lùn mình xấu như thế nào nhưng tay chân mặt mũi mình đầy đủ được lục căn theo mình. Thì mình có cái trí óc mình phải quay về để cứu mình. Hàng ngày mình bằng ăn công việc như thế nào đó, thì cái đó chẳng qua cái phương tiện để mà sống, chứ cái mà đi về thật là nó không phải là dễ kiếm đâu quý vị. Nếu như một con người mà giác ngộ rồi tìm con đường về Phật pháp không phải dễ kiếm, mà quý vị phải gieo trồng rất là nhiều đời nhiều kiếp, quý vị mới đầu thai được một con người thiện lành. Rồi phải khi mà tu rồi phải bỏ cái kiếp người đi lên thành thánh, phải vị cao cao nữa thì mấy sư huynh hiểu, nhiều nhẫn thì hiểu chỉ như thôi. Thì quý vị cũng kém lên tất cả hai con đời hai con họ, nói chung ra là chịu nhẫn rất là khổ về đau, hoàn cảnh nghèo, rồi gặp phải nghịch cảnh về gia đình, nhà ông xã thì ông không có biết tu, nhưng mà ông cũng ủng hộ cho chịu nhẫn tu đó, thôi cũng là cái duyên mệnh vậy chứ không có gì. Thì quý vị ơi, nói chung ra thì cuộc đời quý vị không đau thì quý vị cũng khổ cảnh giác, có phải không? Đâu có ai không khổ đâu quý vị. Không đau thì nghèo, mà nghèo là khổ. Rồi còn thêm một cái nữa, mà nếu như mình biết giác ngộ thì nó khổ. Rồi như là hoàn cảnh cô mình ăn chơi nhậu nhẹt, cái đó là khổ nhất đâu quý vị. Bởi vì mình sanh nó ra
mà nó không nghe lời mình phải nói là đau vô cùng đó, quý vị thấy không? Không phải là cái khổ gì đau không đó, khổ tinh thần ha. Dạ, tinh thần vật chất mình phải nói là không phải nói là cái thể xác mình đâu, quý vị ơi, phải nói rằng nó đâu có cái gì là mình có sung sướng bền bỉ, nó phải mình đứt cái tay cũng đang cái gì cũng đang, nhưng mà phải nói là quý vị ơi, phải nói là mình phải chịu nhận, phải chấp nhận được thì cái đó nó có ý nghĩa và nó có hạnh phúc. Còn nếu quý vị mà chịu không nổi, quý vị bất tất kêu ngào ở nào thì quý vị chỉ là người đau hơn, cũng như nỗi đau nó càng một kẻ mình càng nó càng đau hơn. Chịu nhẫn mình phải là một vị giảng sư, quý vị không hiểu gì nhiều đâu, chỉ chia sẻ cho cái nỗi lòng mình, hoàn cảnh mình chia sẻ cái hoàn cảnh của mình. Thì quý vị gán mình tu để chuyển cái nghiệp, thấy không? Là có nghĩa là bệnh nặng thì thành nhẹ đó, chứ không phải là nó hết đi. Ví dụ mình 10 cái nghiệp mà mình tu có chuyển lại còn cái nghiệp nhỏ, còn mấy nghiệp gì mà không tu thì nó sẽ nhân ra, nó không chừng lại mà nó còn nhân thêm. Rồi con cái trong nhà thấy mình muốn tu, rồi nó lên nó đòi mình nói gì nhân quả, không phải con mà đứa nào cũng lên có hiếu của mình, nó lên để nó đòi, chẳng hạn đứa hiền thì nó giải, còn đứa dữ nó đòi, mà nó thấy mình hiền nó cũng nở đầu. Dạ, đang tu thôi để cho bà tu ha. Dạ, chiều nay đi nhậu về quậy với bà nè, bực bội hôm qua xin tiền không cho, trong lòng để ý vậy đó nghe. Bây giờ về với mẹ mình, giờ bà tự nhiên nó ngồi điện thật thấy thương quá, ngồi trong Phật giáo phái không vậy? Bà đi. Giờ tôi hỏi quý vị này, có ai niệm Phật chưa? Nhưng mà mình làm thì mình thấy được Phật, nhưng cái tâm Phật ấy, cái vị nào mà có tâm Phật thực hiện cái tướng của quý vị coi, cũng như là mình thấy Phật đấy, có phải không Vinh? Tạm ví dụ như đó, thì tâm Phật thì coi như nó đi về nó thấy mình á hiền lòng như vậy, gọi cậu nghĩa thấy ba anh vậy không nỡ luôn. Không đã quậy ha. Dạ. Thôi mai mốt bằng chuyện bắt trước bà tu luôn đó. Dạ. Nếu mà tu giỏi phải không? Nếu tu giỏi chuyện mai mốt độ nó luôn ha. Dạ. Thì từ chỗ đó mình chuyển nghiệp cho mình, chuyển nghiệp cho con. Rồi ông chồng cũng vậy, ông muốn nói trời ơi thấy bà nội là phải đi chùa quậy ghét quá trời ghét. Bây giờ ngày mai này thằng kiếm chuyện quậy cho bà tự đi chùa, nghe đâu một ơn mẹ nào cũng có đi đó. Phải không? Mà bây giờ nó về thấy bà hiền làm nó phải vô ông ra ăn cái diện nấu cho nó ăn. Làm vợ mà gì bây giờ mình tu mình phải tu da chứ, phải không Vinh? Cái gì cái da là cái tu khó nhất quý vị, không phải dễ đâu. Nếu như mình mà ngã mạng lên, mình nghĩ rằng tôi là bà vợ trong nhà nè, đạp đường ha, dạ, đủ chuyện ha, tôi là mọi chuyện trong cuộc đời, tôi kinh doanh tôi làm được hết, tôi phải hơn ông. Rồi còn là tôi phải là có quyền với con, nhà này không có đứa nào dám động tới tao nè, tao là mày à, đó, thành thử ra cho nên đó là mình phải làm những cái đó là cái gì, trong nhà tôi sợ nhất hai chữ gì, ngã mạng. Cho nên quý vị ơi, mình phải làm cái gì, làm cái cho con cho chồng á. Nếu như ngày xưa mình chưa biết đi tu đó, ổng nói mình chửi lại liền, không ai chịu nhịn ai đó. Ông với tôi là cưới nhau mà ngang nhau hả? Dạ. Bây giờ tự nhiên cái giờ ông chửi tôi đâu có chịu, nhưng mà giờ tôi tu mà ông chửi tôi ở đây đừng chửi. Này là tôi nói tôi sự thật trên đời tôi có thiệt nha. Tôi nói sự thật trên đời, chồng cái gì có cười tôi mới chịu. Chồng tôi là trên hết, đi nhậu về anh lên cơm, tôi dọn cơm đàng hoàng, tôi nấu cơm cho anh ăn, rồi á nhà cửa tôi quét rồi là nước đá tôi để sẵn trên bàn đó, rồi á là anh về anh có ăn ăn dầu chưa gặp á thì tôi điện theo cho em đi chùa rồi đó, em chuẩn bị rồi anh về anh ăn cơm nấu rồi. Thì chồng về vui quá là sợ ta thì nó cho đi chùa rồi đó. Chị trả nợ mà trả khéo đó, dạ. Trả nợ mà không có nhăn nheo, trả không có mắt, không có mắt, không hẹn hò gì chứ. Còn người khác cũng trả mà cũng muốn la cái phải chịu. Có những lúc chồng chửi cô nói sao anh chửi tôi hoàng vậy, có lần cô nói gì phải không? Dạ ổng la con cái thôi mà ông cho chị tu đi, bị thì ngày xưa đó trời mà rồi bây giờ tốn tiền nữa, rồi giờ tôi thấy anh thấy tự hồi tôi ăn chay nên bắt tâm tôi ăn chay giường, tới giờ tôi đâu tốn tiền đâu, cho tôi đi tu đi, tôi đâu có tốn tiền gì đâu, đâu có gì đâu, công nhà công việc nhà làm hết, rồi con cái đâu đó la gầy dạy dỗ đàng hoàng hết, không chửi mắng thế nào, từ trên tới dưới thuận hòa, cái ổng vui
thử ra mình tu mình phải biết khéo cái gì, khéo để diễn cái nghiệp. Đúng rồi. Mà trong nhà là có tu, tôi nói em như thế này. Đúng rồi, gặp hàng ngày nha. Dạ, tại vì đối mặt hàng ngày là một, hai nữa là nghĩ mình đẻ mà tức quá mà. Ừ, mình là mẹ ha. Đẻ ta nuôi mày ra mà mày chẳng đời. Còn người dân nó đâu có lại giống gì của mình đâu. Thành thử ra không có giận người dân mà trong nhà có tu là chỗ đó. Không phải dễ đâu. Cho nên tôi nói với quý vị muốn là một người tu khó lắm. Đối với người ngoài hoặc ở trong nhà hoặc là vô chùa, cái đó là tu chợ, tu gia, tu thiện. Là quý vị ơi, phải nói mình phải khéo léo. Một câu góp ý chị em bạn mình cũng phải rất nhỏ nhẹ. Chứ không làm để người ta buồn, giàu người ta không nói ra luôn. Trong lòng tổn thương người ta, mình sẽ là người tội. Biết sao họ để đó. Chờ ngày thì người ta chờ ngày người ta tổn khổ mình lại đó nghe quý vị, chứ không phải chuyện chơi đâu. Bởi vì cho nên khổ lắm. Trong khu này ngày xưa tôi nói nghe, tôi không có biết nấu cái gì về Phật pháp. Thiệt tình là đi vô chùa quên nghiệp tự chốt một cái, hội gặp thí sinh gì nào hội thân tay lên nè, hội chào như bà ba ông hai từ sớm vậy. Dạ đúng rồi, từ sư vậy. Dạ không có biết gì chứ, không có biết cái gì, chỉ biết nấu gói mì tôm thôi. Là lớn lên là học cái ngày mai là cái mai đồ ông xã tôi nấu cơm tôi ăn nữa đó. Tôi mai đồ tôi dạy cho đứa học trò, tôi muốn ta chụp thợ gác dạy nhà tôi là chở xe tải không, tôi mần kinh doanh tư nhân mà tôi mần gì đó. Thành ra tôi nấu thì giờ nhân đồ nấu đồ ăn, nhưng mà sau khi tôi biết tu rồi đồ chai bây giờ tôi nấu 5-7 món, tôi nấu mấy chục năm còn được. Dạ rồi tôi biết đó, là nói chia sẻ với quý vị về Phật pháp là từ đâu ra, từ chỗ mà mình đã đừng để tâm đâu hết quý vị. Cái tâm nó thành thản nha, thức chỗ nào mình cứ để vào chỗ đó. Mà mình ngồi mình ôm bụi là ngồi mai mấy chục năm ngồi mai là lục băng hết trơn à, mấy cái kia kênh trọc phú đồ chú Vinh là bụi coi nát hết trơn luôn. Nghe nó có nghe chuyện bên thầy nữa không? Có á, bụi bụi coi nhưng là không có bỏ sót một cái giá sư hay quá coi để rút kinh nghiệm học hỏi nè để mình hành. Đó, chứ không phải coi để mà muốn nói đâu nghe. Không, đó không phải học nói đâu. Coi để mình học, để mình hành mà. Dạ. Rút ra cái hay á. Chứ không phải quý vị, chứ không phải tôi học để tôi nói. Mà quý vị khen, tôi không có ham đâu. Tôi không có ham, khen gì. Tu rồi. Dạ. Chia sẻ tôi không ham danh, ham lợi. Chia sẻ cho quý vị. Mà quý vị được như tôi như thế này á, thì chúc mừng chị em mình. Đó. Rồi nói về vấn đề á, mỗi tu bên, bên chùa của sư. Rồi á là mỗi... mọi cũng mà nhờ, nói chung ra là cũng rất cảm ơn 10 năm một tu ở bên chùa là mới có các pháp danh chịu nhận. Thì đây cũng xin gửi lời tri ân đến thầy tổ là sư cô Thích Nữ Thị Tâm của chị chùa Bắc Thái đã dạy chịu nhận rất thân người. Nhưng mà chịu nhận cũng có duyên bên Phật thầy, cho nên là xin sư cô đừng có buồn chịu nhận. Thì đạo nào cũng là đạo, cũng là dạy sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật và dạy cho con người mình cải thiện bỏ ác làm lành, chứ chẳng phải dạy theo con đường gì hư đạo đâu, làm cho đốc đạo Phật mà. Dạ, gốc Phật thì Đức Phật thầy cũng dạy từ Đức Phật Thích Ca đó. Thì bên Thiện Nghĩa đây này, nói về câu chuyện bên thầy thì mọi người cũng đã nghe rất là nhiều về cô Vương Tư Huệ, cô Cúc Sen. Dạ. Nghe rất là nhiều, nghe đến nỗi mà càng nghe càng hay nha. Quý vị ơi, không phải đừng nghe một lần nha. Quý vị nghe một lần, đừng nghe một lần nữa. Đấy, ví dụ như những kênh của Thiện Hòa, Châu Phú, trước qua rồi quý vị trở lại nghe nữa đi. Không phải là gì quý vị nghe đi để thấm hiểu. Quý vị hiểu rồi nó hay, hay tự gọi nghe một câu này cho nó tin thật đó. Là quý vị nghe đi thấm thiết. Cho nên tôi nghe cái bài pháp nào tôi nghe như vậy. Bởi vì tôi biết mỗi khi ai cũng muốn làm một cái đĩa đó để chia sẻ nha. Mà nếu như mà không được một người nghe hoặc là nghe và bỏ thì nó ổn, không có cái giá trị của một người làm đĩa làm phim và người nói không phải vậy. Cho nên đó mình nghe rồi rất là trân trọng, nghe đi nghe lại rồi phải hiểu rồi phải hành, nó thấm thía giống như nhai thì rất lâu rồi nuốt coi gì ngọt thế nào. Dạ, mới biết cảm giác cái món ngon nó như thế nào. Dạ. Đó. Thì nó ngon lắm quý vị. Pháp thâm trầm mà mình đâu phải nghe qua một lần mà hiểu hết được ha. Dạ. Dạ. Cho nên nó là chị nhận
từ khi mà đi tu ở bên quý sư dạy, học được theo hạnh của quý sư là quan nghiêm, cái gì cái chịu nhẫn không nói hơn ai, chứ bản thân chịu nhẫn nhất là quan nghiêm. Dạ, giữ giới luôn. Dạ, mà trong khi quý vị muốn an lạc thì từ đâu? Từ chỗ mình giữ giới. Giữ giới thanh tịnh. Dạ. Nếu như giữ giới được thì mình rất là an lạc thanh tịnh. Cái đó là phải nói là cái gì cực kỳ lạc, cực kỳ là cực lạc ở tại thế gian. Thế gian ha. Không cần phải nói là phải lên bao nhiêu tầng trời cho đến cái chuyện đó. Thì đây mình an lạc thì mấy gì đó an lạc được chứ. Dạ, anh tập ở đây an lạc có gì cảnh giới có độ an lạc. Dạ. Cho nên là rất cảm ơn bên quý sư đã dạy diệu nhẫn với một người thật sự diệu nhẫn. Vì sao mà diệu nhẫn không lấy tên là Nguyễn Thị Bích Liễu mà lại là lấy tên diệu nhẫn, là để mang hàm ý để mình còn nhớ đến thiện tổ. Ngày lúc đầu mình không biết gì hết mà mình đi vô chùa, quý sư dạy cho mình biết đọc kinh, biết niệm Phật, biết thành trì. Rồi sau này hiểu được là Phật Thầy Sáu Quyển Sống Dạy rất hay. Và những câu chuyện bên Thầy rất là thực tế nha quý vị, không phải là xa xưa ngàn năm mà nó chỉ là mới có 100 năm trở lại đây. Thời ông bà của tôi và mẹ tôi là cũng đã có Phật Thầy rồi. Ngày trước thì mấy người chưa tìm mỏi mình biết hết chứ. Dạ. Ông bà mình biết có gặp Thầy nữa. Dạ. Chứ đâu phải một vị Phật người xa xưa đâu mà mình không biết, một Phật Việt Nam mà. Cho nên nó là gì vậy á, bây giờ Diệu Nhẫn đi qua bên Thầy cũng học hỏi theo các cô chú giảng sư rồi quý anh chị em đồng đạo để mình học hỏi và nếu đi làm việc thiện thì nó có cuộc sống mà an lạc quá hả, vậy luôn có ý nghĩa sư. Yeah. Huynh, nhưng mà nếu như mà mình sống mà không có được cái gì cái gì sống nó vô ý nghĩa, giống như mà mình sinh ra rồi để mình chết đi. Ủa ha, có phải như vậy không? Đúng rồi, rất phí. Dầu lên 100 năm đi nữa mình cũng phải chết thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà không hiểu được cái giáo pháp mà không làm lại cái nhân sinh cho mình nữa thì dạ. Phí uổng. Thấy nó uổng không? Cái gì sống vậy cuộc đời thấy nó có uổng lắm không? Dạ. Phí lắm. Cho nên mình sống phải có ý nghĩa. Ví dụ như bản thân Diệu Nhẫn là không có tiền để làm được tiền bao nhiêu đây. Nhưng là Diệu Nhẫn có tâm, có công, thấy không? Thì mình cũng vẫn làm cái đạo được cái chuyện, chứ đừng nói rằng tôi có bạc trăm giàu hay là được và bạc trăm triệu bạc chục triệu. Yeah. Tôi mới làm cái đạo được, không phải vậy đâu quý vị. Mình đi chùa bằng cái tâm, mình đi làm việc thiện mình tu là bằng cái tâm đó, không phải cái tâm nó phải chính của mình. Biết biết chú bà, chú bà cho nên thấy nhìn nhận cũng có cái duyên, cái duyên với ông thầy đó, cho nên mình thấy chia sẻ đó, những chia sẻ đó thấy nó giữa các sư thầy dạy á với đạo Phật Thiền Lâm á thì với đức thầy dạy hôm nay nó không có khác gì. Nếu mà mấy sư mấy thầy là tất cả quý vị mà nghiên cứu á về Phật học thì thấy rằng cái giáo lý của Phật mà để lại đó thì nó phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp nhiều giai đoạn, và hôm nay đức thầy cũng lâm vào trên đất nước Việt Nam này thì cũng cùng đi lại nói lời thánh ngôn của Đức Phật năm xưa dạy bằng tiếng Việt cho mọi người ta dễ hiểu dễ hành dễ tu dễ đắc. Chứ thật ra thì Đức Thầy không có nói cái gì ngoài chân lý của Đức Phật tổ. Nếu mà tất cả mà ai mà có cái tâm để nghiên cứu Phật pháp thì tin chắc rằng là chúng ta rất là may mắn được gặp cái giáo lý mà Đức Thầy là người Việt Nam, Đức Thầy được trở lại trên cõi Ta Bà này nói tiếng Việt cho mình chịu. Thì nó không có khác, nó nằm trong cái lý giải thoát thôi. Mục đích Đức Thầy lên đời dạy chúng sinh là giữ theo Bát Chánh Đạo, theo Tứ Diệu Đế. Yeah. Là cũng dạy cho mình là giới luật, tinh chuyên, rồi ngoài ra phải phụng sự chúng sanh. Mà Đức Phật đã từng dạy là phụng dưỡng chúng sanh là phụng dưỡng chúng Phật. Đó thì câu nói đó cũng được. Hôm nay Đức Thầy dạy mình phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng từ trong sạch. Đó là những cuộc kinh lớn mà Đức Thầy đã rút tỉa từ những cuộc kinh mà rất là lớn của Đức Phật dạy. Cho nên tôi nghĩ rằng vì sư tỷ thì cũng có định duyên rất là sâu, nhưng mà rõ ràng là đi đúng đường. Nếu mình không có điều gì mà án hại cả
tại vì mỗi người có một cái duyên. Yeah. Nhưng mà biết chắc rằng cái sư với thầy mà biết được vì Dường Nhẫn mà đi đường này thì chắc cũng quan hệ, tại vì hàng ngày cũng giữ giới lực, cũng làm từ thiện, cũng ăn chay, cũng niệm Phật, thì cũng vòng vòng đó thôi chứ đâu có gì khác nữa. Mình tu thì chỉ đời mình là chỉ vòng vòng đó thôi, chứ các sư cũng là hành thiện, tu tập cũng làm phước, cũng làm lành, cũng giữ giới. Thì mình hôm nay mình cũng theo thầy, mình cũng là cũng hành trong vậy thôi. À, có điều mình hòa nhập vào thế gian, mình không còn dính mắc vào cái hình tướng nhiều, để mình dễ mình hòa nhập vô hơn. Chứ không có khác. Nếu mà nói về hình thức thì nó có khác, nhưng mà nội dung thì giống nhau. Cũng ăn chay với sư chung bàn, cũng biết ngồi niệm Phật, có người ngồi thiền, cũng có người giữ giới, thanh tịnh, trang nghiêm. Cho nên thì mình cũng rất là quan hệ khi thấy mà chị chịu nhận chia sẻ những khó khăn gian khổ trong cuộc đời này, nhờ Phật pháp nhiều màu mà đã giúp cho chị vượt qua được hết tất cả. Thì mình nghĩ rằng những người khác mà gặp hoàn cảnh khó khăn thì cũng nhờ Phật pháp phải tinh thần bình tĩnh sáng suốt để mình tháo gỡ, nhưng mình trả nghiệp mà mình trả cho một trí tuệ, trả cho sự sáng suốt thì chắc chắn rằng nó sẽ chạy. Và nếu mà mình trả mà không biết cách thì mình nó rối nồi như tơ. Tâm cũng sanh, mà nếu mà không chịu Phật pháp á, nó rất đau khổ. Đau khổ này chồng tiếp đau khổ khác, ở phiền não này chồng tiếp phiền não khác, vô minh này chồng chặt thêm nữa, nó không có một cái đường hướng đi ra. Chỉ có những câu Phật hiệu mà như những chia sẻ đó thấy rất là hay. Nó vô hình nhưng mà nó giá trị nó không thể nào mà tin được. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, như Phật Thầy Tây An nó nói đó, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, có hết tất cả những câu niệm Phật của mình, những cái lời tưởng nhớ và những tâm mình, những cái lời mà tốt đẹp của mình cũng được các Phật thánh, những Phật đều nghe và chứng minh hết cho mình. Và những cái quan gia nghiệp trước của mình cũng biết được để cho mình đi bước đi tốt đẹp hơn. Nào chúng ta mà phiền não trở lại, sân si trở lại thì mình tiếp tục nó quay lại cái đòi nghe. Đúng không chị Nhẫn? Dạ đúng rồi con ạ. Dạ. Cho nên mình tôi ngán á, có nghĩa là tu này là tu sát nút rồi quý vị, đừng có lên nha, lên lại trở lại liền á. Vậy là đòi nữa. Cho nên là dạ mỗi ngày và mỗi ngày mỗi ngày đó, chứ không phải là nói chuyện là để mà mình bỏ qua được không quý vị. Không phải là chuyện tiếng mình quân nó vào đó. Dạ, chứ không phải là nói mình nói thôi mà được, quý vị là ngon này, chắc mình đi dài ngày không sao. Tùy chuyện nha quý vị ơi. Vậy là thiếu tinh tấn đó. Dạ, bởi vậy cho nên mình chỉ là người suốt vậy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay đồng chú Ba Hùng đã dẫn cho Châu Phú cùng với sư huynh Thiện Hòa, sư huynh Thiện Nghĩa và gia đình chú Ngựa đến thăm chị Diệu Nhẫn, thì được chị Diệu Nhẫn chia sẻ một cái câu chuyện hy hữu nhờ vào 6 chữ lục tự và chị niệm Phật theo cái hơi thở thì rất là đặc biệt. Chị đã buông xả bên trên và cũng không quên những sư tăng ni đã dìu dắt chị vào trở thành Phật pháp. Chị ấy đã trở lại với tự tánh của mình, với tánh Phật, thì chị ấy đã vượt qua cái căn bệnh hiểm nghèo. Thì qua cái đoạn video này, cho Phú cũng xin đại diện cho đoàn xin chúc cho chị lúc nào cũng tự tánh trên cái bước đường tu học của mình, Phật pháp niệm Phật kiên trì vậy hoài. Hy vọng một ngày chị sẽ đắc hành đạo quả và trở về cứu giới chúng sanh. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp thì chú Phú nhường lại cho chú Bà Hùng đại diện cho đoàn hôm nay dẫn đi 300 và con ngủ vì tại Hậu Giang này. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại từ đại bi kim cương Phật. Thì kính thưa chư quý vị, thì nói chung là Phật pháp thì vô biên, cho nên việc làm nó không giới hạn. Mỗi bước đường làm nhân đi thì làm sao mang lại cái lợi cho đời. Cho nên ngoài cái việc là đi cúng nguyện trong ngày viên thịnh của ông Hai,
tăng thêm cái niềm tin nơi Đức Thầy trở lại mở hội tuần qua, và tăng cái đức tin thành công cái tinh thần và tạo Phật giáo hòa hảo tới cái ngày kết cuộc, và hai nữa làm cho phận sự là Đức Thầy cho biết là muốn về cõi Phật lập thân khỏi trần hoặc là tu đền ở thế giới rồi, thì sao được đức thầy đò sen tôi cùng giữ thiện nghĩa châu phú thì phát quà cho 300 người mù, đó là thể hiện tinh thần đảm bảo tứ lân. Sau đó trên khi đường về, nói chung là quay thêm về những đề, những cái chuyện quanh bên ông hai Trần Nhân Du, bởi vì ngài là một phần, nói chung là con của muôn bạn thì phải có những cái gì hay ho ở trong cuộc đời đảm bảo con, cho nên được các vị đồng đạo kể những chuyện nhiệm màu của ông hai khi đời sống ở Trà Ba và đến lúc qua đời. Hôm nay về đường đi thì có cô Diệu Nhật là người theo nhà chùa đã gặp những cái hoàn cảnh bi đát trong cuộc đời, nhất là thập tử nhất sinh, bởi vì cái bệnh của cô kể nãy giờ thì nói chung là nếu không có thương phóng từ bi thì cô vào đây đã một kiếp qua rồi, giờ đây kiếp cô đầu thai kiếp xác làm cái gì rồi mà hôm nay còn phải giữ sắc thân, cái cuộc đời đạo đang tiến bộ chẳng qua là nhờ cứu khổ Quan Âm với niệm Di Đà, cho nên vì vậy mà đó là do nghiệp báo của cô lúc đời trước hoặc hiện đời đánh lý cô hành hạ để xác đau khổ và tâm hồn cô gây gức để đến bỏ mạng qua đời để cả cái đạo quan gia. Nhưng mà nhờ có cái công niệm Phật Quan Âm với niệm Di Đà mà cái nghiệp được cho tan biến, mà Đức Thầy cho biết là niệm Di Đà tan biến nghiệp, hoặc là càng càng ở thế chả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng niệm Tiểu Di Đà tan trước niệm thiện từ như là nó bọc. Cho nên cô kể bây giờ là nếu trường hợp là cái bệnh là ung thư ác tính là trăm người là chết hết chín chín người nữ chẳng ai sống nổi đâu, đúng không? Nhưng mà cô này thì cô sống và nhờ cô niệm làm nhiều, cho nên vậy mà cái cuộc là bệnh ung thư ác tính là mổ lần đầu, mổ lần thứ hai, rồi mang thai, rồi để ruột vô ruột ra, mà lúc đó thì bác sĩ nó chỉ liều mạng nói bà này tôi làm để chút theo yêu cầu của bà nó cho chết luôn, là bị gì mổ là tới mổ ẩu giá thì rất quan tâm được cái rồi, cho nên vậy mà bệnh đang mổ nội kỳ đa. Cho nên vậy mà bác sĩ trình với khoa trưởng nói bà là tôi nghĩ nói chung chỉ còn mang cái chấp gần lập hết chín chín rồi bà này nói chung sống chờ cứu bà chứ không phải lâu. Cho nên vậy mà mình qua cái chuyện này thì cái chuyện phần pháp nhiệm màu nó là sự thật. Cho nên vậy mà nãy giờ đã biết là tôi phỏng vấn nói thêm là sau khi cái thời sóng gió đi qua mà cô hôm nay từ cái lúc mà bệnh cô kể còn 2 tháng ký đi tới đâu ta trù chết rồi đầu bà này như cá nhân thì cô còn sống lại. Chứ hai nữa là lúc mà cái hoàn cảnh bệnh phi đát á là chồng con cũng không còn đối xử ngon lành và lúc đó rất đau khổ. Nhưng mà sau này khi đến giai đoạn là khỏe mắt á thì từ đó tới giờ cô sinh được đứa con rồi nó có hiếu, giờ nó đi bằng nhắc mẹ chưa về anh mà buồn chịu là nó không sai cách nào đưa cho cô luôn. Đó là do cái công niệm Phật của cô mà cô sống được và cô bảo vệ được người con. Cho nên hôm nay người con mà nó được sống còn nó nhớ mẹ mình là nhờ công tu, cho nên nó bây giờ có một sách thanh bạn, nó có một cái nghề ổn định, nó làm ra tiền sống xài mà nó nuôi lại mẹ bao nhiêu đưa hết. Đây là do cái công của cô đã duy trì con niệm Phật, giữ được bản sống mẹ, giữ luôn cả bản sống của con. Và người chồng từ lúc mà cô hết bệnh và cái công năng niệm Phật nó biến cái xác của cô đó nó thấy nhẹ nhàng dịu dàng. Anh chồng cũng có cái cảm tình đối xử rất là tên đẹp giống như ngày nào, cho nên đó cũng là thể hiện cái tình chồng vợ thương yêu chung thủy. Người con hết dạ thương mẹ báo hiếu, cô có cái nghề tàu hủ giờ ngày đời một vài trăm ngàn đủ nuôi cuộc sống gia đình. Ngoài ra thì giờ phút sinh hoạt đạo sự cũng dẹp
nấu cơm, nấu cháo, những cuộc phát quà, coi như quà hảo, những lễ tổ chu, mấy cô gái, cô cùng những đội phòng cảnh bên kia chăm sóc. Trong cái đội phòng cảnh phải lo cái vấn đề hậu cần cho tất cả các vị tới dự lễ rất là khang trang. Vì cuộc đời của cô làm rồi là hạnh phúc. Sau bây giờ thời gian mấy năm biến cố do kết quả hầm hạ là trôi qua, cho nên chính thầy cho biết là quả chịu trả rồi nhắc chuyện đó nếu thầy đắc đạo bỏ con sau, hoặc là đức thầy cho biết là ông nhòm quả cho người hành đạo lúc nguy nạn phối chí cùng chắc nếu bền lòng dị quả cao thăng, nếu chẳng giả chẳng giả bỏ lần hoàn thất. Cho nên hôm nay cô đã qua cái giai đoạn sóng gió và đây trời quanh mây tạnh, tạm sống trong mấy cái tình cân cùng dữ hòa cuộc sống ở gần là miễn cho được hai tốt vẻ. Và cô đang tinh tấn cúng lại niệm Phật để chờ ngày cái vấn đề chung cuộc. Cho nên đức thầy cho biết là niệm hòa nhau chờ đợi thân con thì e giữ phần cho tròn sau vấn đề có ngày hoàn thiện. Thì qua cái cuộc nói chuyện của cô hôm nay, tôi nghĩ rằng nó là một cái gương để tất cả những người sống trong cõi đời này mình đừng tin tưởng vào khoa học. Bệnh là hoàn toàn khoa học cứu giới của mình, mà có những bệnh nếu không có Phật chúng ta và gia hộ tinh chất và mạng sống của mình sẽ đi giống như đèn che sức giống chúng ta qua đời nằm sâu diễn biến tách đỏ. Vì tôi tin chắc rằng cái clip này sẽ giúp cho tất cả những ai trên cái cuộc đời này gặp cái hoàn cảnh bi đát như tôi vừa nhận lên, nếu kiên trì tin tưởng Đức Phật Quan Âm và Đức Phật A Di Đà, tin chắc rằng quý vị sẽ vượt qua những giai đoạn bi đát và quý vị sẽ được một cuộc sống yên lành và lo tu để chờ cái ngày thầy trở về làm họ được qua, hay là quý vị mà Phật thân được lạc quốc qua cái buổi nói chuyện hôm nay. Tôi cũng mong rằng clip này giúp đỡ cho tất cả những cộng đồng mạng quý vị một bài học quý giá để tạo điều kiện cho mình vượt qua sóng gió khó khăn để mau chân bến chuyến đến thông qua hậu châu Phật hòa chưa gọi đại đồng. Cảm ơn.